Chào mừng các bạn đến với kênh của mình là gió vé hè đây. Đây mình là chơi Hunter các bạn. Rồi cho tình hình đây phải. Con quả. Đây một người rồi. Đấy, khó nhìn đó. Khu này thì nó khó chơi một xíu. Mình nó này khó thì luôn á. Tầm nhìn chút ác. Không có quay lên nhờ. Con này cũ nó kìa. Cũ đây giờ mày cũ á. Cái vậy đúng không? Đứng lại đi em bé ơi. Ai làm gì không biết nữa. Cho sửa máy luôn. Một người. Ngon vậy. Đánh dấu xong rồi quay lại được nhờ. Mình biết hai người chứ bắt hai người trước đây. Một người đó, một máy đây. Cứu đi. Cứu hả mày? Qua đi đi. Dưới đất 2 rồi. Vậy thì cái đòi cứu ở đâu đúng không? Đi theo nó là đều cho nó bỏ. Cái chiều vậy. Ủa, chạy xe máy luôn đó hả? Ghê vậy. Chạy xe máy đi. Nó bò hoài vậy ta. Luôn đi chứ hả?
cứu luôn. Thả quả. Thả quả xong rồi dịch chuyển qua dí nó thôi. Có mảnh nào mình chợ đồ đó thôi. Dữ lắm chạy rồi. Bài cái đó thì sẽ mất dấu. Hay hay hay. Rồi, nhốt lên đi. Đừng có vô, quên. Cho các bạn thấy clip của mình và đón nhận clip tiếp theo mới nhất nhé.